xin chào tất cả các bạn, tôi là Hùng đến từ công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và bây giờ hai anh em chúng tôi có một chuyến đi về nhà anh Tĩnh ở Cẩm Vũ, Cẩm Giàng, Hải Dương. Thì mời các bạn theo dõi cung đường từ gần nhà anh Tĩnh. Vâng, đây là cung đường từ gần nhà anh Tĩnh ạ. Thì xin mời mấy với tất cả các bạn, hiện nay trên thị trường công ty Kisato chúng tôi là công ty duy nhất trên thị trường phục vụ khách hàng tại 63 tỉnh thành, và là công ty đi đầu trong lĩnh vực thiết kế áp dụng công nghệ mới từ khâu khảo sát tới khâu thiết kế, để cho khách hàng và kiến trúc sư có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, cho ra một ngôi nhà đầy đủ công năng và tiện nghi mang phong cách riêng của khách hàng. Vâng, xin hẹn gặp lại các bạn ở nhà anh Tĩnh. Đây, cháu xác nhận với chú Tĩnh cái diện tích đất nhà mình nhá. Này, đây cái chỉ giới màu đỏ là diện tích xây dựng nhà mình này. Xung quanh này. Còn đây là cháu để cách cho chú 800 nhá. Đấy, cách mép biên từ biên ra, sau này chú răng ống thì cách 800 cho cháu. Đấy. Còn cái diện tích nhà chính này là 30 x 19. 130 x 9 chính 327 nó là 117. Đấy, cái nhà chính. Còn nhà bếp này tầm 6 x 5, 30 mét vuông. Ok, chú thấy hợp lý không? Và hơn 140 thôi, nhưng mà cái diện tích trong phòng thì chú thì cháu thực sự là 12 mét vuông, hơi bé một tí, nhưng mà trong này vợ sẽ bố trí được tầm 14 mét vuông. Đấy, thì chú sẽ có một cái cửa đi ra nhà bếp đây, đúng không? Và một cửa đi ra sân vườn đằng sau, đúng không? Đấy, còn mẫu thì là chú đang có mẫu của cháu xác nhận là cái mẫu đấy cho các bạn, cái ngoại thất như thế. Đấy, còn sảnh chính đây là sảnh bậc 7 cấp, rồi sau chú tôn cho cháu cái sân cao hơn so với mặt đường nhá. Và chú cứ tôn cho cháu lên cao hơn. Đấy, nhà đẹp. Rồi cái diện tích xây dựng đây thì cháu xác nhận với chú rồi. Còn cháu đây là căn chỉnh đây, khuôn viên nhà chú sau này mà lên nhà thì nó chỉ chiếm bằng này thôi. Ừ, bên này là còn nhiều. Đấy, còn đây cháu đo cho chú nhá. Đo bên này xem còn. Đây, còn 4,5 m, 4,6 m. Bên trong đấy là còn ít à? Nghĩa là mình cách đây nhiều mà. Đây, cháu cho đây là gì này? Chuẩn này. Từ mép đây ra nhá. Là 24,4 m, đúng không? 24,4 m mà đây 13 m này, cộng 6 m là vào 19 m rồi. Cái này cái bếp là 6 m cơ. Đấy thì sau này cháu có thể bố trí cho chú bé vào 5x5 chẳng hạn, đúng không? 6 m 13 là 18 m. 6 m 13 19. 19 còn 5 m 5. Nếu chưa tính một cách đặt kia ra. Thì ra đằng này chú có làm gì đâu, sau này, đúng không? Mình xây sau này nhà thợ các thứ là ở khu vực trên này, mà trên này nó còn phải 20 m nữa. Anh em ơi, đúng không? Lo cho chú nhé. Đây là chưa ra đến đâu. Đang ở Hải Dương. Đà Nẵng. 20 m. Chưa ra đến đường. Chưa ra đến đường. Đây mới ra đến một nửa cái căn đấy rồi. Nhà chúng nó rồi. Đây đường mình phải vào 20 m. Đấy, sao mình có xây dựng gì xây dựng không ngoài đúng không? Cần xem là từ cái sau nhà này ra đến ngoài ba thì cháu phải đo bằng cái ảnh khác, cái ảnh này nó không đến với đường, mình chỉ chụp cái diện tích xây dựng chính, có thể như là một là càng thấp tiền càng đẹp thì càng tốt, có chỗ thì tiền nó để ở ghế lái, có chỗ thì tiền mình kẹp vào thì cái diện tích này thì chú có thể sau này chú cháu coi lại cho chú. Nên thì cái tóm lại là cứ đến thẳng mới hỏi luôn cho nó thủ tục lên là cái gì đó đấy. Tôi đã bỏ đi trước thì vào kiểm tra sẽ bảo là bếp ăn vào luôn cái mà luôn. Không có ăn thì tôi chả cần biết thằng bếp đâu. Ăn được thì bếp ở nhà. Bếp thì tầm 20-25 m² thôi. Hải Dương nó cầm giang 5x4 nhà hạn. 4x5 4x5. Về thì về cháu coi lại cho chú nhá. Không, bếp nếu người thì kéo chiều dài ra. Vâng, kéo chiều dài ra, cháu kéo chiều dài, cho chiều dài chỉ 4 thôi, chiều dài 5 hay là 3,5 được. 3,5 nhá. 3,5 nhá. Cho nó đẹp lại. Kia là 4,5. Hôm nay còn đi tiếp quay ảnh, quay nội chi tiết nội thất mà. Vậy là cái bếp là tính có thể là kéo dài gần bằng cái nhà luôn đấy. Kéo dài à, nghĩa là chú cũng có thể kéo dài gần bằng nhà luôn thì. Nhưng mà ít nó chỉ thụt lại 1 m thôi đấy. Lại quay lại ít thì nó chưa 3 m chiều rộng. Ừ. Đấy. Đúng không?
tầm 3 mét chiều rộng. 3 mét chiều rộng. Với độ 8 mét chiều dài hay là 3. 3 8 đi. Nó tầm 3. 8 mét thì kia còn 9 mét mà mình cho 3 3 x 8 nhá. Cầm máy tính của em, cầm máy tính của em đâu? Hai ba. Cầm máy tính của thằng Quân Pro đi mà. Rồi. Có việc làm. Rồi, ok nhá. Rồi, thế nhá chú nhá. Rồi. Đây, thì sau này sẽ bố trí trong nhà bếp sẽ có một nhà vệ sinh này, đúng không? Còn và khu vực bếp. Đấy. Còn đây sẽ là khu vực nhà ở và có một phòng vệ sinh khép kín, có cửa ra đằng sau sân vườn đằng sau. Đấy, rồi. Rồi chú ạ. À, cửa gỗ yên tâm, cửa bốn gánh cho chú, cửa to thì sau này bọn cháu có bổ chi tiết phần cửa mà. Đấy. Bà đứng cẩn thận đấy, cái đấy bà nó trơn đấy bạn. Bà Yên ơi, bà cẩn thận, bà trơn lắm đấy. Công cụ nan ra đây thì cháu được phiền lắm. Cháu. Chưa được ăn cỗ lại làm như cụ lớn đến bây giờ 15 ý. 8 năm. À, y cụ già. Tôi bắt đầu ngại. Y cụ già. Y cụ già nào, cụ già còn biết hơn bà này. Cụ người bao năm. Đầu quá. Tôi nói thật chứ bây giờ là chúng ta vào gần đây tối ra ta ngồi nhờ. Đi ra ngồi cửa này chắc thì điện nó ngoan lắm. Không phải cần, cứ tối bảo con cháu trở ra đây chơi. Trở ra chúng ta để mắc bây giờ cho mình phải xin thông. Anh bao giờ mà mang ra nó chuyện. Mắc cái gì. Không xây không được chứ bà, ít nữa có cháu nó về mà cứ ở đây thì không cẩn thận oan ra. Con cháu nó về thì trong đấy mát chứ bà, nhà nó thoáng nó mát. Ba hai mươi độ tây bắc, tây bắc, 320.